Lên trên mạng nói là vợ tôi nói xấu Đào Chi Lê, và lên mạng Facebook chửi giọng đã suốt 10 ngày, có những lời nói nhục mạ lăng mạ. Bản thân tôi và vợ tôi thì cũng không có lên tiếng chửi Đào Chi Lê, cũng không gọi điện. Thế đến tối ngày mùng chiều ngày mùng 2 tháng 8 thì Đào Chi Lê có nhắn tin cho tôi và vợ tôi là anh chị có nhà không để em đến giải quyết việc cho xong. Thì hôm đó thì tôi và vợ tôi thì có cái đám rỗ ở trên Vĩnh Phúc của một người anh, thì có nhắn tin lại cho Đào Chi Lê là anh chị không có nhà. Sau đó thì hai vợ chồng tôi vào ăn rỗ thì mở máy lên thì thấy Đào Chi Lê đang live stream đứng trước cửa nhà tôi với 2-3 anh em thăm chỗ chửi tới sử dụng mấy con chó chúng này chui ở trên phòng không dám xuống gặp tao. Sau đó thì Đào Chi Lê đi ra ngoài đường. Sau đó thì nào? Thì tôi và Thúy Kiều ăn dỗ xong thì mới quay về nhà, thì nhắn tin cho Đào Chi Lê bảo giờ thì anh chị về nhà rồi, mời em về nhà nói chuyện. Đào Chi Lê thì không về nhà thôi, và nói rằng là lúc này em không có ở đấy, thích nói chuyện thì sang bên Đông Anh. Thế thì tôi thấy Đào Chi Lê hẹn thằng Đông Anh nói chuyện, nhưng xem cái live stream của Đào Chi Lê thì không phải là tư cách nói chuyện. Thế tôi cũng nghĩ là gì là sợ Đào Chi Lê đưa anh em sang bên đấy rồi sẽ gây sự với vợ chồng tôi. Thì tôi có gọi bạn tôi ở trên Xuân Mai là đưa anh em xuống để đưa Kiều thang. Nhưng khi sang bên Đông Anh thì Đào không ra, và cho 4-5 thằng em ra. Thì mấy cái thằng cu đấy quen biết các em nhà tôi thì coi là không nói chuyện được. Tôi uống rượu ở quán xong rồi thì là đêm ngày mùng 2 tháng 3 tháng 8 là Thụy về nhà tôi, vợ chồng tôi về nhà thì là tôi khóa cửa thì Thụy mới kéo tôi lại, anh em mai em xuống nhà con Đào đấy để tìm con Đào ở dưới Đan Phượng. Thì Thụy có nói tiếp là ở đấy là có mẹ và dì của Đào Chi Lê ở đấy. Thế thì tôi bảo nếu như mà gặp con Đào thì để đánh ra mặt cái Đào, nhưng mà không gặp cái Đào thì Thụy sẽ đánh mẹ cái Đào và dì cái Đào. Thế tôi và tôi bảo là không được đánh vào đầu, vào những phần hiểm, và chỉ được cảnh cáo vào chân thôi. Báo cáo với cán bộ cũng như tất cả các anh chị ở đây thì lúc đó cũng lê rất là ức chế, và cái ức chế đó sẽ không kiểm soát được cái tinh thần con người của mình. Và sau khi làm xong cái việc ấy rồi thì lê rất là cảm thấy là con người mình nó có một cái gì đó là sai với lương tâm của mình, sai với bản thân mình. Nhưng vì quá ức chế, mục đích đánh gì của Đào và mẹ của Đào là để dụ Đào đi lê ra, và có hình thức cảnh cáo thôi, chứ không có cái ý để mà mang tính chất là vì Phú Lê cũng không thù oán gì với cả mẹ của Đào Chi Lê và dì của Đào Chi Lê. Bản thân mình hành vi này có vi phạm pháp luật không? Có, em biết làm như thế thì là vi phạm pháp luật, và em sẽ chấp nhận cái hình phạt của mình đối với việc làm của mình trước pháp luật.